Bước kế tiếp là chúng ta sẽ đi vào tập tin define để chúng ta bổ sung thêm một vùng là các bạn muốn gọi đến vùng cấu hình nào, developer hay production. Thì lúc này chúng ta cũng lại là một dòng giống như ở bên mô hình một module của chúng ta. Vậy là lúc này chúng ta sẽ sử dụng là phân đoạn là production. Tiếp theo là chúng ta sẽ cần khai báo đường dẫn đến các cái thư viện, đến cái các thư viện mà trong cái hệ thống chúng ta có. Vậy thì phần này lại giống như phần một module. Ok, vậy là chúng ta đã có xong. Bây giờ chúng ta sẽ xem tiếp tục là chúng ta làm bước gì. Thì các bạn thấy là chúng ta sẽ nhúng cái tập tin define này vào trong tập tin index. Thì chúng ta chỉ cần đưa vào là includer. Và chúng ta đưa vào define.bb. Vậy là chúng ta đã đưa được vào tập tin index. Tiếp theo của chúng ta sẽ là tạo ra những cái tập tin layout cho phần tên đất của chúng ta. Vậy chúng ta sẽ vào phần tập tin bb index.bb và chúng ta đưa vào phần một phần nội dung. Thì nội dung này thì các bạn khi bạn nhìn các bạn sẽ hiểu nó ở đâu ra. Vậy thì các bạn đã thấy là doc type, head title, meta, head link, script rồi layout. Và chúng ta sẽ sửa lại ở đây là ví dụ chúng ta sẽ tên là gọi là chúng ta sử dụng là public system. Template. Rồi. Tiếp tục phần này chúng ta cũng sẽ copy vào trong thư mục admin. Và chúng ta đưa vào tập tin index.html trong admin. Và chúng ta sửa lại một tí để tí nữa chúng ta chạy thử thì chúng ta thấy rõ. Vậy là chúng ta có. Sau đó chúng ta sẽ đưa vào trong cái phần controller của chúng ta. Thì các bạn thấy là trong tập tin application.in thì chúng ta sử dụng cái phần mà module chạy mặc định của chúng ta là module default. Vì vậy chúng ta sẽ đưa vào trong cái controller index controller của module default này một phần nội dung. Đây là phần nội dung của chúng ta và khi các bạn đã nhìn sơ qua thì chắc chắn các bạn sẽ hiểu là nó là như thế nào. Bước kế tiếp là khi chúng ta có index action thì chúng ta sẽ cần có một tập tin view trong đây. Và lúc này chúng ta sẽ đưa nội dung vào tập tin view. Sau đó chúng ta sẽ nói lại. Bây giờ trước khi chạy nó thì chúng ta sẽ cần phải nạp bootstrap ở đây. Và phần này sẽ lại giống y chang như phần gì? Phần một module mà chúng ta đã học qua. Gen application nạp lớp này vào, sau đó khai báo cái vùng chúng ta sử dụng. Tiếp đó là chúng ta gọi cái tập tin application.in trong thư mục config vào và lúc đó kêu chạy. Bây giờ vấn đề của chúng ta là chỉ cần là đưa thư viện gen vào nữa là chúng ta có thể chạy được. Vậy thì lúc này chúng ta sẽ chạy copy thư viện gen ở cái ứng dụng cũ qua. Sau khi nạp thông thư viện gen của chúng ta vào trong library, bây giờ chúng ta hãy CLS tất cả các tập tin lại, rồi CO lại và sau đó chúng ta sẽ chạy thử. Lúc này chúng ta sẽ truy cập vào địa chỉ
là Locahot. Sen S or Muti. Vậy các bạn đã thấy chúng ta đã truy cập được vào public layout và nằm trong thư mục public template của chúng ta, truy cập được vào index controller và phần init. Kế tiếp là chúng ta cũng truy cập được vào index action trong index controller. Vậy là chúng ta đã coi như xem như chúng ta đã hoàn thiện được quá trình xây dựng module. Việc tiếp theo chúng ta hãy thử truy cập các địa chỉ như sau. Chúng ta gõ vào index. Lúc này chúng ta thấy không hề có một thông báo gì. Vậy thì chúng ta xem coi vấn đề của chúng ta là nằm ở chỗ nào. Hoặc là chúng ta hãy thử truy cập vào module của chúng ta. Default. Chúng ta vẫn bị phần báo lỗi này, vậy thì chúng ta sẽ tìm hiểu xem tại sao chúng ta có phần báo lỗi này. Tập tin HTTPS của chúng ta chưa có gì cả, vậy vì chúng ta sẽ bỏ vào một phần cho tập tin HTTPS của chúng ta. Và sau đó chúng ta hãy refresh lại. Vậy thì các bạn đã thấy chúng ta truy cập được. Bây giờ chúng ta sẽ gõ thêm một chữ index nữa. Thì chúng ta vẫn thấy giao diện không việc có gì thay đổi, và nếu chúng ta gõ thêm một chữ index nữa, chúng ta cũng thấy giao diện chúng ta không hề thay đổi. Bây giờ các bạn hãy chú ý trên đường dẫn một chút. Phần này của chúng ta chính là tên của module. Thì chữ index này nó cũng đồng nghĩa với từ default. Có nghĩa là khi chúng ta đặt module tên là default thì nó chúng ta cũng sẽ gọi là index. Ví dụ bạn gõ thì các bạn đã thấy là module default, index controller và index action. Nếu chúng ta hãy thử vào trong cái phần này, chúng ta gọi cái action view của chúng ta ra, thì chúng ta sẽ gõ như thế nào? Chúng ta sẽ gõ như sau. Index Default Module Index Controller và View Action. Vậy các bạn đã thấy thông tin của chúng ta. Bây giờ để có thể nhìn thấy rõ hơn thì chúng ta vào trong hàm init, chúng ta thực hiện một câu lệnh sau. Thì để lấy được những cái thông tin cũng như cái tham số truyền trên đường dẫn thì chúng ta sử dụng một cái phương thức gọi là request. Request đây là một cái lớp trong Zen Controller và nó giúp chúng ta lấy những cái thông tin là chúng ta đang ở module nào, controller nào và index nào. Vì vậy chúng ta sẽ đưa vào đây là request. Lúc này chúng ta sẽ gọi thêm get, và lúc này chúng ta sẽ là get param. Lúc này có hai loại param là param các bạn nhìn thấy là có S và param không có S. Param có S là lấy tất cả các cái giá trị tham số truyền, và sau đó chúng ta hãy đưa nó vào một cái biến nào đó. Ví dụ chúng ta đưa một vào biến là array param. Sau đó chúng ta hãy in cái biến này ra để chúng ta thấy rõ hơn. Bây giờ chúng ta hãy refresh lại. Vậy thì các bạn lúc này các bạn thấy một mảng tham số của chúng ta bao gồm module, chúng ta đang truy cập vào module default, controller index và view action. Đây là một cái phương thức rất là hay và chúng ta sẽ sử dụng trong suốt quá trình học của chúng ta để lấy được những thông tin. Tiếp theo chúng ta sẽ chạy thử các controller
các tập tin, các cái tập tin trong cái phần là index controller của New hoặc là index controller của phần Shopping. Vậy thì đầu tiên chúng ta hãy copy cái phần này, pass qua thư mục controller của Shopping và New. Sau đó chúng ta hãy xem thì mọi thứ chúng ta đã nói chung là đã ổn, không có vấn đề gì hết, thì chúng ta nhấn xem tiếp. Mọi thứ đâu, vì chúng ta hãy truy cập thử. Vậy chúng ta sẽ thay đổi vào đây là model new, index controller và index action. Lúc này chúng ta thấy một trang hoàn toàn trắng. Vậy thì vấn đề đó nằm ở đâu? Thì các bạn chú ý rằng nếu chúng ta gọi cách này thì nó không thể nào chạy được. Đó là do cái tên lớp của chúng ta. Bây giờ chúng ta hãy thử đưa vào đây một giá trị là new. New này có nghĩa là gì? New này là chính là tên của module chúng ta. Và bây giờ chúng ta hãy refresh lại để xem nó có hiện hay không. Các bạn đã thấy chúng ta truy cập được new index controller. Và các bạn nhìn thấy ở đây nó hiện ra thông số module của chúng ta đang truy cập là module new. Controller chúng ta đang truy cập là controller index. Và action chúng ta chính là index action. Và các bạn nhìn, nếu các bạn thấy đường dẫn view của chúng ta thì nó cũng dẫn đến module new của chúng ta. Vậy thì chúng ta thử truy cập vào rồi đó. Chúng ta lại thấy một trang trắng. Nếu gặp trường hợp này thì các bạn phải chú ý xem. Lúc này chúng tôi gõ nhầm tên module ở đây của chúng ta là shopping chứ không phải là đất. Chúng ta thấy shopping của chúng ta là một trang trắng. Vậy thì vấn đề này nó cũng tương tự như vấn đề của Inet Controller. Nếu không phải là gì các bạn, nếu các bạn chú ý, đây là một module mới và Index Controller này là Index Controller của module new. Còn Index Controller này là Index Controller của module default. Với module default thì chúng ta sẽ không cần một cái tiền tố nào trước đó. Nhưng đối với module được xem là mở rộng như module new này thì chúng ta sẽ làm gì? Phải thêm vào tên của cái module này phía trước của Index Controller khi đặt tên lớp. Tương tự như vậy, shopping cũng được xem là module mở rộng. Tại vì sao là module mở rộng? Tại vì trong phần config này chúng ta đã khai báo rằng module default của chúng ta chính là module mặc định. Vậy thì lúc này các module khác còn lại chính là những module mở rộng. Vậy shopping của chúng ta lúc này cũng phải bổ sung thêm một tiền tố là shopping. Và bây giờ chúng ta hãy refresh lại để xem chúng ta có truy cập được shopping hay không. Chúng ta đã truy cập được module shopping. Bây giờ chúng ta hãy thử truy cập vào module shopping, controller là index và view là action. Vậy chúng ta gõ vào đây view thì chúng ta cũng truy cập được bình thường. Vậy không có vấn đề gì xảy ra ở đây. Bây giờ của chúng ta là chúng ta sẽ làm sao thiết lập được những cái model và đặt tên những model như thế nào. Thì đối với phần này, nếu các bạn đặt muốn tạo ra các cái model ở trong những cái thư mục mà chứa model chúng ta như là test thì chúng ta phải làm như thế nào, rồi test ở trong cũng có một cái model tên test nhưng nó nằm ở trong module new, và chúng ta cũng có một model tên test nó nằm ở trong shopping. Vậy thì lúc này chúng ta phải cấu hình tập tin application in thế nào. Lúc này chúng ta sẽ gọi một lớp, đó là Zen Application Module Autoload, đưa vào trong tập tin application.in, để khi vừa nạp hệ thống lên thì cái lớp Zen Application Autoload này sẽ nạp cấu hình của các module vào. Vậy chúng ta sẽ thêm vào đây một dòng. Các bạn sẽ thấy là resource module và chúng ta làm một phần tử mà sau đó chúng ta để khoảng trắng. Đây là dòng, với dòng này tương ứng với chúng ta gọi lên lớp Gen Application Module Autoload. Tiếp theo chúng ta cần một chú ý một phần nữa, đó là chúng ta phải xây dựng các cái tập tin bootstrap cho các module.
Ở đây các bạn nhìn thấy mỗi module chúng ta đều có thập tin bút cháp, còn bút cháp phía ngoài này chỉ là bút cháp của hệ thống, có nghĩa là của toàn ứng dụng. Vì vậy lúc này chúng ta sẽ xây dựng như thế nào? Đầu tiên chúng ta sẽ vào module default, thì chúng ta sẽ đặt tên cho nó là default. Gạch dưới default là tên module bootstrap, extend to send application module bootstrap. Cái thứ hai nữa là module new, thì nó cũng sẽ gần tương tự với module này, thì chúng ta sẽ copy xuống vào tên bootstrap và chúng ta đưa vào đây, sửa lại tên của chúng ta là tên của module chúng ta là new. Và chú ý một lần rằng cái lớp extend của chúng ta ở đây là cái lớp extend application module bootstrap. Tiếp theo là chúng ta sẽ đưa vào lớp bootstrap của shopping. Vậy thì chúng ta sẽ copy phần này, chúng ta đưa qua phần shopping. Ở đây chúng ta cũng để vào chữ gọi là shopping bootstrap, extend to send application module bootstrap. Vậy là chúng ta đã thực hiện xong cái quá trình, có nghĩa là làm sao để đưa các model vào trong các cái controller một cách dễ dàng. Thì đối với phần này, đối với phần multi module thì nó hơi phức tạp hơn một chút, nên bây giờ tôi sẽ nhắc lại như sau. Để gọi được model vào trong các controller của chúng ta thì bước đầu tiên chúng ta phải khai báo một dòng là resource module để cho nó tự động load những cái cấu trúc, có nghĩa là tự động load cấu trúc thư mục chứa của các module lên. Tiếp đó chúng ta vào trong các cái tập tin bootstrap của từng module, chúng ta sẽ khai báo những cái lớp, có nghĩa là những cái lớp trong cái tập tin bootstrap đó thì nó sẽ tương ứng là module default thì sẽ có một cái phần tiền tố đứng đầu, sau đó đến tập tin bootstrap và tất cả được extend từ send application module bootstrap. Tập tin bootstrap của module new thì được tiền tố là chữ tên của chính module đứng trước. Tiếp theo là tập tin bootstrap của phần shopping thì tiền tố của chúng ta cũng là shopping. Đó là những phần mà chúng ta cần phải thiết lập trước khi chúng ta muốn gọi model. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu học cách xây dựng các model để gọi vào các cái controller cũng như là các action trong các cái module của chúng ta. Ví dụ như chúng ta sẽ bắt đầu xây dựng cái phần đầu tiên của chúng ta, đó là model của module default. Trong model của module default thì lúc này cái vấn đề đặt tên cho nó cũng là một vấn đề chúng ta cần chú ý. Ví dụ chúng ta phải đặt tên là last, và lúc này chúng ta phải cho biết nó thuộc module nào. Vậy module chúng ta chính là module default. Tiếp theo là model, và tiếp theo là tên của tập tin. Vậy tên tập tin của chúng ta chính là test, và lúc này nó sẽ extend từ send db table. Phần send db table này chúng ta sẽ học sau này. Và lúc này chúng ta sẽ tạo ra một hàm cho nó là public function get item. Ví dụ vậy, chúng ta sẽ đặt một cái hàm như thế. Trong hàm này đơn giản chúng ta chỉ echo ra phương thức thôi. Và đây là tiếp theo, chúng ta muốn viết một cái model test cho phần module new thì chúng ta cũng sẽ copy phần này qua. Và chúng ta đưa vào tập tin test của module new. Lúc này chúng ta phải chú ý rằng chúng ta phải đổi lại tên lớp model. Chúng ta đang ở trong module new, vì vậy tiền tố ở phía trước này của chúng ta chính là tên của module new. Vậy là chúng ta đã xong cái phần test, model test của phần module new. Tương tự như thế, chúng ta cũng làm cho phần test của shopping, vì ở đây chúng ta đổi lại thành shopping. Bây giờ chúng ta sau khi thực hiện những quá trình đó xong thì chúng ta hãy thử gọi
model vào trong một cái action nào đó. Lúc này chúng ta sẽ gọi model của module new vào cho module default vào trong it view action của init controller của module default, thì chúng ta gọi như bình thường model bằng new. Lúc này các bạn chú ý là chúng ta phải gọi là default model test chứ không phải còn model test giống như phần một module nữa. Và sau đó chúng ta sẽ gọi đến phương thức get item. Bây giờ chúng ta hãy truy cập thử vào phần này để xem thế nào. Vậy chúng ta sẽ truy cập vào module default. Index controller view action. Vậy các bạn đã thấy chúng ta đã truy cập được model default model test và lấy hàm get item ra. Vậy thì một câu hỏi đặt ra, chúng ta có thể gọi một model từ một cái module khác qua hay không? Thì câu trả lời là chắc chắn chúng ta sẽ gọi được nếu ta cấu hình theo kiểu này. Vậy thì ví dụ chúng ta muốn gọi thêm một model nữa, ví dụ như chúng ta khai báo là model 1 bằng new. Lúc này chúng ta sẽ gọi vào model của phần module new. Vậy chúng ta sẽ gọi là new gạch dưới model. Vậy các bạn nhìn thấy là Gen Studio hỗ trợ chúng ta đặt lên. Sau đó chúng ta lại gọi đến phương thức của nó, model 1 gọi đến get item. Tiếp theo chúng ta cũng có thể gọi vào phần shopping, model của phần shopping. Vậy chúng ta hãy copy dòng này xuống và chúng ta sửa lại một xíu. Lúc này chúng ta sẽ đưa vào giá trị là 2 new. Lúc này chúng ta không còn truy cập vào model của new nữa, mà lúc này model của chúng ta là shopping. Và chúng ta cũng gọi đến get item. Bây giờ chúng ta hãy refresh lại để chúng ta xem. Vậy các bạn đã nhìn thấy chúng ta truy cập được vào model test của phần default, model test của phần new, model test của phần shopping. Vậy là chúng ta đã hoàn chỉnh được quá trình cài đặt multi module cho một ứng dụng trên nền Gen Framework. Với cấu hình này thì chúng ta có thể gọi được các model cũng như là các form từ các cái controller của các module khác nhau